Jining RD, trung tâm nghệ thuật Seoul Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Jining RT Nghệ thuật và Cuộc sống, một kênh YouTube chính thức của Trung tâm Nghệ thuật Seoul Nam. Và hôm nay mình lại trở về với chuyên mục Mỹ thuật. Và hôm nay tác phẩm của mình đem đến với quý vị và các bạn một tác phẩm rất là quen thuộc mà mình đã từng làm những video clip giới thiệu về tác phẩm này. Đó về chủ đề làng quê Việt Nam. Nhưng đối với tác phẩm làng quê Việt Nam lần này, Jining xin gửi quý vị và bạn tác phẩm, một tác phẩm có thể nói là chi tiết hơn, sâu sắc hơn và đẹp hơn rất là nhiều so với những tác phẩm làng quê mà mình đã từng đăng trên kênh. Mời quý vị và bạn hãy cùng trở lại với tác phẩm ngày hôm nay để cùng Jining ở đây tìm hiểu về ý nghĩa của tranh làng quê Việt Nam và cách treo tranh phong thủy của làng quê Việt Nam trong gia đình nhà các bạn, để thu hút được tài lộc, vượng khí, may mắn trong phòng khách gia đình nhà các bạn. Và không để cho quý vị và bạn phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy đi về phần đầu tiên, đó là phần miêu tả tác phẩm làng quê Việt Nam. Vâng, thưa vị và bạn, về phần miêu tả về bức tranh làng quê này thì nhân vật chính chủ đạo trong bức tranh đó chính là hình ảnh quen thuộc mà những bức tranh làng quê Việt Nam thường có, đó chính là hình ảnh cây đa giếng nước sân đình. Và đằng trước cửa đình đó chính là chiếc cổng làng, có một chiếc cây đa rất là lớn, rất là cổ thụ lâu năm với rễ mọc siêu trồi lên tận mái đình trên cổng tam quan, như các bạn đã thấy trên màn hình đây. Và đằng phía bên trái nhìn từ bên ngoài vào bức tranh thì đó chính là hồ nước với đầm sen, với giếng nước, bến nước con đò, như hình ảnh câu ca dao mà nước Việt Nam chúng ta vẫn nói về làng quê Việt Nam ngày xưa. Đằng sau sân đình đó chính là hình ảnh giếng nước, một chiếc giếng trời rất là lớn ở trong sân đình. Phía bên phải khi nhìn vào bức tranh đó chính là cánh đồng lúa, bên cạnh một dòng sông thơ mộng kéo dài từ bên ngoài bức tranh trở về bên trong tít xa xa, như các bạn đã nhìn thấy trong bức tranh. Tự chung lại, bức tranh làng quê Việt Nam miêu tả khung cảnh sinh hoạt đời thường của những người dân nơi thôn quê, có cây đa, nĩ tre, sân đình, cổng làng, giếng nước, vân vân. Có con trâu gánh lúa, người kéo lưới trên sông, rồi đâu là những đầm sen ngát hương những ruộng rau muống, vân vân. Tất cả tạo lên một bức tranh thôn quê Việt Nam thật tuyệt đẹp và ý nghĩa. Và không bức tranh nào có thể so sánh về ý nghĩa kỷ niệm với bức tranh làng quê Việt Nam. Bức tranh tái hiện lại những khung cảnh hoạt động cực kỳ là gần gũi và thân thương ở bất kỳ miền quê nào của Việt Nam, từ làng quê Bắc Bộ này, Trung Bộ cho đến miền Tây Nam Bộ, vân vân. Chỉ cần nhìn ngắm về bức tranh, con người ta đã cảm thấy da diết nỗi nhớ kỷ niệm ùa về, một thứ hồi ức rất là đẹp đẽ và ý nghĩa đối với mỗi người. Và các hình ảnh làng quê, quê hương trong tâm trí mỗi người sẽ có sự khác nhau, nhưng không dễ gì diễn tả bằng lời, nhưng dường như chúng được quy tụ, hội tụ trong bức tranh này. Để rồi ai ngắm tranh, thưởng thức tranh cũng phải trầm trồ, ôi kỳ lạ, thì đây chính là tình yêu quê hương đất nước. Và ai cũng có
ai cũng chứa đựng sâu thẳm tận trong đáy lòng, chỉ là người ta không nói ra và thể hiện bằng những nét vẽ tinh tế đến vậy. Nào gánh lúa, xe trâu, cậu bé chân trâu này, nào là ngôi nhà mái lá, tường đắp đất bên cạnh ở đống rơm, và rồi cây đa dưới nước chân đình, thì làm sao mà quên được các bạn. Cây cầu khỉ, hồ sen, súng, thuyền ghe đánh cá trên sông, và bức tranh làng quê thôn quê Việt Nam mang ý nghĩa về kỷ niệm tình yêu quê hương đất nước cực kỳ tốt và mãnh liệt, là một bức tranh ý nghĩa mà ai cũng nên sở hữu một lần trong đời, và hoặc có thể dùng để giáo dục giới thiệu với con cháu của mình về nước Việt Nam đẹp yên bình như thế các bạn. Và bây giờ, xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần ý nghĩa về phong thủy bức tranh làng quê Việt Nam và cách treo tranh hợp phong thủy để thu hút tài lộc trong gia đình nhà các bạn. Và ngoài những ý nghĩa tình cảm nêu trên, thì tranh làng quê cũng chứa đựng những yếu tố phong thủy trong đó. Ví dụ như là hình ảnh mặt hồ đầy ắp tài lộc vượng khí, hồ sen phủ kín mặt hồ đại diện cho sự thịnh vượng tài khí. Hình ảnh cây đa dưới nước sân đình giúp xua đuổi tà khí, mang vượng khí về cho gia đình nhà các bạn. Và yếu tố phong thủy lớn nhất trong ý nghĩa tranh làng quê đồng quê Việt Nam đó chính là hình ảnh mùa màng bội thu, hay chính xác là cánh đồng lúa chín vàng chín bông. Một mùa màng bội thu của cải đầy ắp của cải của bà con nông dân, và đã thể hiện qua bức tranh phong cảnh làng quê thật là đẹp và thật là ý nghĩa. Đó chính là phong cảnh cánh đồng lúa chín vàng, cảnh đồng lúa Việt Nam với vụ mùa bội thu. Chúng được khắc họa dành cho nhiều vùng miền khác nhau, tức là miền đồng bằng cũng có này, ruộng bậc thang thì vùng núi cũng có này, với sắc vàng lúa chín chủ đạo cho bức tranh, và có thể là những người nông dân đang thu hoạch lúa chẳng hạn. Bức tranh mang ý nghĩa cho một mùa màng bội thu, vụ mùa bội thu. Người treo bức tranh sẽ rất vượng khí về tài lộc tiền tài, nhất là những bức tranh có hình ảnh người nông dân đang thu hoạch lúa này, thể hiện trong sự nghiệp công việc lúc nào cũng có lúa để gặt này, có tiền để thu này, làm việc gì cũng nhanh đến ngày hái quả, không phải lo về tiền tài của cải kẻ há trong gia đình và khi làm trong kinh doanh nữa các bạn. Không chỉ vậy mà tranh đồng quê còn có ý nghĩa về tính thẩm mỹ rất là cao. Đồng lúa chín, cây cối xanh, người nông dân áo xanh áo đỏ, con trâu màu đen, hồ nước và bầu trời trong xanh, sự phối hợp màu sắc tạo lên một bức tranh làng quê sinh động, tích cực, rất là đẹp mắt. Bức tranh phong cảnh đồng quê Việt Nam còn mang đến một tâm trạng thảnh thơi, thanh bình và yên lòng cho người ngắm. Nơi thành thị xa hoa mà xe nườm nượp, kiếm đâu ra một phong cảnh đồng quê, quê hương đồng gió nội thế này. Nhìn ngắm bức tranh, nhắm mắt lại cảm nhận, tao cũng có thể cảm nhận được hòa mình vào trong thiên nhiên và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, gần gũi nhất của quê hương Việt Nam. Và bức tranh không chỉ sử dụng để trang trí cho phòng khách hay phòng làm việc, khu vực cầu thang hay cửa ra vào vân vân. Những bức tranh làng quê đồng quê còn có thể được dùng làm quà tặng rất là đẹp và ý nghĩa. Tranh đồng quê ví dụ như tặng sếp mừng khai trương, mang ý nghĩa may mắn và của cải tiền tài về cho gia chủ. Dù làm ăn kinh doanh gì cũng đều bội thu tất thắng. Đó cũng chính là lời chúc mừng gửi đến người nhận. Tranh làng quê tặng kỷ niệm thầy cô tân gia nhà mới, mang ý nghĩa chứa đựng kỷ niệm về một thời gắn bó trên ghế nhà trường này, hoặc kỷ niệm với những người bạn người thân về một thời đã từng cùng nhau chăn trâu cắt cỏ, mò cá bắt tôm vân vân, đều là những kỷ niệm đẹp và rất ý nghĩa. Và tất cả những chia sẻ nêu trên có lẽ là câu trả lời duy nhất, là sự lý giải cho quý khách tại sao nên sở hữu một bức tranh làng quê đồng quê như thế này, phải không ạ?
không chỉ trang trí trong phòng khách, phòng làm việc, và quý vị hoàn toàn có thể chọn làm quà tặng tân gia kỷ niệm rất đẹp và ý nghĩa, phải không quý vị và bạn? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không xem và chọn cho mình ngay một bức tranh làng quê Việt Nam đẹp và ý nghĩa như thế này để tặng cho người thân, gia đình, bạn bè của mình, hay treo chính trong phòng khách gia đình nhà các bạn. Và để đặt hàng vẽ tranh hay là mua tranh có sẵn, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Số điện thoại của Duy Ninh AD 0842 480 730. Và xin nhắn lại số điện thoại 0842 480 730. Hoặc theo một cách thức khác, quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp ngay dưới phần bình luận dưới video clip này. Ở dưới phần bình luận các bạn hãy ghi điền thông tin địa chỉ, tên của các bạn, hoặc số điện thoại liên hệ của các bạn, hoặc tên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok hay YouTube cá nhân mà các bạn hãy điền bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ dựa vào những phần bình luận của các bạn bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để trao đổi riêng với quý vị và bạn về những mẫu mã sản phẩm của bức tranh sơn dầu này, hoặc là những bức tranh sơn dầu khác như là tranh sơn thủy, tranh cá chép, tranh hoa sen, tranh sơn thủy hữu tình, tranh thuận buồm xuôi gió, tất cả những loại tranh sơn thủy khác mà các bạn yêu cầu ngay tại trung tâm nghệ thuật CU5 các bạn nhé. Chúng tôi sẽ vẽ tranh theo yêu cầu với các bạn và chúng tôi sẽ ship hàng cho quý vị và bạn theo những đường chuyển khác nhau. Ví dụ như các bạn ở các tỉnh lân cận, ở gần thì chúng tôi sẽ ship theo đường ô tô hoặc là theo đường bưu chính viễn thông cho tiện, hoặc các bạn thậm chí ở trong miền Trung hoặc các tỉnh ở trong phía Nam, miền Tây thì chúng tôi sẽ chuyển theo đường ô tô hoặc là đường bưu chính viễn thông, tức là đường bưu điện đấy ạ. Và các bạn đang ở các nước khu vực nước ngoài hay quốc tế thì chúng tôi sẽ ship hàng cho quý vị và bạn theo đường chuyển là máy bay. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về sự uy tín của trung tâm nghệ thuật CU5. Chúng tôi sẽ gửi đúng những sản phẩm, những bức tranh tuyệt vời đến tận tay quý vị và bạn. Quý vị và bạn hoàn toàn có thể kiểm tra hàng ngay sau khi nhận sản phẩm của mình các bạn nhé. Và để tiện theo dõi những sản phẩm mới nhất về lĩnh vực nghệ thuật cũng như về lĩnh vực về du lịch và lễ hội của trung tâm nghệ thuật CU5, quý vị và bạn hãy đăng ký, hãy bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ cho trung tâm nghệ thuật CU5 ngày càng ra đời những sản phẩm về mỹ thuật cũng như về âm nhạc hay là chương trình về du lịch và lễ hội thật là tuyệt vời đặc sắc như thế này nữa các bạn nhé. Các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ cho trung tâm nghệ thuật CU5 Duy ở đây nhé. Ở đây thì chương trình giới thiệu tác phẩm mới tuần này của GNAD trung tâm nghệ thuật CU5 đã hết. Hẹn lại quý vị và bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay trên kênh YouTube của trung tâm nghệ thuật CU5, và hãy tiếp tục theo dõi kênh để giải trí với những tiết mục âm nhạc hay và đặc sắc mà mình sẽ đăng lên kênh, hoặc là những sản phẩm về mỹ thuật đặc sắc như thế này để thư giãn, hoặc là những chương trình lễ hội và du lịch để quý vị và bạn có thể đi khắp muôn nơi để tham quan nước Việt Nam xinh tươi và xinh đẹp như thế nào quý vị bạn nhé. Và hẹn lại quý vị bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào. Ở đây trung tâm nghệ thuật CU5.